Anh Quốc có thể bị ngập lụt nặng, tin từ luồng đồn. Bộ trưởng Môi trường, ông Owen Paterson, cảnh báo nước Anh có thể bị ngập lụt nặng trong lúc gió mạnh, mưa lớn và thủy triều dâng cao trong những ngày tới. Bộ Môi trường Anh Quốc cho biết thủy triều đã dâng cao khoảng 1 mét dọc bờ biển. Một đại diện của cơ quan môi trường nói rằng gió sẽ rất mạnh nhưng nguy hiểm nhất là ngập lụt. Bộ trưởng Paterson đã họp với Ủy ban An ninh Khẩn cấp COPRA và kêu gọi dân chúng phải quan tâm tới những lời cảnh báo. Các công ty điện cũng đã được cảnh báo phải chuẩn bị cho trận bão đang tới với sức gió khoảng 60 dặm một giờ, mang theo mưa lớn.